nguyễn hiên xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa chào mừng quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh của vườn mai nhà em ngày hôm nay xin kính chúc tất cả quý cô chú anh chị có nhiều sức khỏe hôm nay thì vườn mai nhà em xin được phép giao lưu 7 loại mai giống nha cả nhà hôm nay em sẽ giao lưu 7 loại mai giống ha dạ đầu tiên là em xin giao lưu hàng cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị hàng cúc thọ hương ha đây là hàng cúc thọ hương của vườn em nha cả nhà góc thì uh, từ ngón út tới ngón trỏ nha quý cô chú anh chị góc từ ngón út tới ngón trỏ ha đây là chi tàn của nó nè cái này là em đôn trước tết nha ra cũng được khoảng hai uh, cơ rồi ha quý cô chú anh chị cây xanh tươi luôn ha nó cây nào thì uh, cũng có thân ha cụ đế nở như thế này hoặc là quấn rễ như thế này là cả nhà Đó. rễ thú rễ quái đồ rất là đa dạng luôn cúc thọ hương ha cái này em ghép được hai mùa rồi nè thân uống sắn dáng lông như thế này là quý cô chú anh chị đó chi cành đã cứng rồi ha cây nào cũng có củ đế hoặc là quấn rễ hết luôn này ha đó to hơn ngón út hoặc là từ tới ngón trỏ nha quý cô chú anh chị thì sau đây thì em sẽ đo cái chiều cao cũng như là tán ngang nó cho cả nhà mình tham khảo nha củ đế rất là đẹp luôn nè cả nhà Dạ rồi, chiều cao trung bình của lô này là từ mình lấy từ 30 tới 35 đi ha. Có cái hơn 35 nữa nhưng mà mình tính trung bình từ 30 tới 35 đi ha. Nè, có cây thì nó kiểu nó hấp hơn chút đỉnh hoặc là cao hơn chút đỉnh nha quý cô chú anh chị. Đây là chiều cao trung bình của cây ha. 30 tới 35 như nha cả nhà. Uống sắn dáng lâm như thế này, chi cành cứng cáp luôn nè ha. Rồi em sẽ đo cái phần tán ngang của cây như nha cả nhà. Rồi tán ngang là được khoảng 10, 15 tới 20 như nha cả nhà. Khoảng 10, 15, 20 ha. Nè, đó, chi cành đều nhau hết luôn Cúc thợ hương Hoa từ 24 tới 36 cánh nha quý cô chú anh chị Hoa có mùi thơm ha, tỷ lệ chùm cao Lá thon dài như thế này Cúc thợ hương ha Khi mà mình nuôi cái cây đạt chuẩn thì cái hoa nó cũng sẽ rất là to như nha cả nhà Hoa nó rất là to luôn ha Đó. Cái này là em đôn trước Tết nè Lá rất là xanh tươi luôn Nắng nó hơi chói thôi chứ ở ngoài rất là xanh tốt luôn ha chi cành cứng cáp cây nào cũng có củ đế hoặc là quấn rễ hết luôn với cô chú anh chị đó mình cần uh, cây như thế nào thì có thể nói cho em biết ha ví dụ là mình cần cái uh, cây có cái đọt đứng hay là làm sao đó để về mình dựng đọt hoặc là mình cần cây có tán ngang để về mình lấy bo thì mình có thể báo với em ha nè cây củ sấy như thế này nè củ đế nở như thế này luôn cúc hạ hương nha quý cô chú anh chị đó, cây cũ đế như thế này nè cũ đế nở ha có quấn rễ từ ngón út tới ngón trỏ ha kích thước của thân cây ha nè chi cành đều rất là nhiều mình có thể mình nuôi lớn thêm một hai cây nữa ha là được rất là nhiều bo luôn cả nhà cái này mình mua về mình thả đất ha mình thả đất mình trồng đất mình làm mô trồng đất á hoặc là mình có thể mình mua đi bán lại rất là ok ha cái hàng này nó ra thêm một hai cây nữa nó rất là to như cô chú anh chị cái này mình nuôi mình chơi lần tới tết được nào. nè cây nào cũng có xử lý đế để hết cho mình luôn em quay hình sao em giao hàng như vậy nha cả nhà mình nhận hàng có thể uh, mở ra kiểm tra ha được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha Đó. chi cành đều thân sắn dáng lông như thế này nè rất là khỏe đẹp luôn tầm khoảng uh, nửa tháng nữa là mình lấy bo mình ghép được rồi ha cho chắc ăn nha cả nhà 65 000 một cây nha cả nhà. Từ 3 kem gửi hàng, 5 kem bao ship và mua 10 em tặng một ha. Số điện thoại là 0973658812 và đó cũng là zalo của em luôn nha quý cô chú anh chị nào mình có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại hoặc là zalo của em luôn nha cả nhà rồi giống tiếp theo mà em sẽ giao lưu là cúc hoàng huyết long không nhị nha quý cô chú anh chị hoàng huyết long không nhị ha giống này hoa không có nhị hoa rất là nhiều cánh trung bình từ 4 mấy tới 5 mấy cánh có thể là 60 hơn ha hơn 60 cánh luôn cả nhà hoa thì nó dung lên ha cánh nhỏ dung lên rất là đẹp rất là dễ thương luôn cúc hoàng huyết long không nhị nha quý cô chú anh chị sau đây thì em sẽ cho cả nhà mình xem nè phần rễ của nó nè cây nào cũng có đế rễ rất là đẹp luôn nè quý cô chú anh chị nó xử lý đế rễ hết luôn hàng này của em thì cũng được một mùa rưỡi rồi nha quý cô chú anh chị cũng được khoảng một mùa rưỡi rồi ha nè thì cây cũng có dấu đo đôn tàn hết rồi ha cây này em ghép được một mùa rưỡi nha quý cô chú anh chị nè bo nó cũng gần liền cốt hết tân ha ha củ đế rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị cái này mình mua về mình trồng chơi ha, rất là ok, rất là thích hợp luôn nè cả nhà. Đó, mình mua về mình trồng ha. Hoặc là mình cần lấy bo với số lượng ít thì mình có thể mua cái hàng này về. Mình lấy bo được luôn nè. Đó, quan trọng là cái phần đế rễ của nó đẹp nè cả nhà. Mình mua về mình có thể nuôi lâu dài ha. Cái cây thì nó nuôi nó có thể lớn lên nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà quan trọng là cái phần rễ của nó phải đẹp ha. Thì mới có giá trị nha cả nhà. Đó cây rất là khỏe đẹp luôn. Thì sau đây thì à, em sẽ đo cái chiều cao trung bình của cây cũng như tán ngang cho cả nhà mình xem nè. Cây xanh tươi ha, rất đẹp luôn. Rồi, sau đây thì à, em sẽ đo chiều cao của cây ha. Chiều cao trung bình của lô này là từ 25 đến 30 nha quý cô chú anh chị. 25 đến 30 này ha. Đó, 25 30. Thì à, lô này tán ngang nó cũng không có to lắm đâu cả nhà. Tán ngang tầm khoảng uh, 10 ha, 10 hoặc 15 nha quý cô chú anh chị. Cái này mà uh, cũng mới đông trước Tết à. Cây rất là khỏe đẹp luôn Hàng này thì em giao lưu giá rẻ thôi quý cô chú anh chị Em giao lưu chỉ có 55 000 một cây thôi ha Hàng này thì ba kem gửi hàng 5 kem bao ship mua mùi em tặng một Mình có thể mua nhiều giống Nhưng mà từ 5 cây là em bao ship rồi nha cả nhà Hoàng huyết long không nhị ha Hoa rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị Hoa nhỏ rất là xinh nè Củ đế đầu nè nó Đế rễ rất là đẹp luôn nè ha Cây nhỏ mà bộ đế rất là đẹp luôn nha cả nhà Đó. Đế rễ rất là đa dạng ha mình này mình mua về mình lấy bo với số lượng ít được nè cả nha, cây rất là đẹp luôn. rồi ở đây thì em có mặt hoa của cúc hoàng huyết long không nhị nè cả nhà nó hoa rất là xinh ha nhỏ nhỏ xinh xinh và hoa chùm nha quý cô chú anh chị, cánh hoa thì nó dung lên tròn như thế này nè, nhìn bông hoa rất là tròn rất là dễ thương này ha hoàng huyết long không nhị như cả nha Họ nói chung trung bình 4 mấy tới 50 mấy cánh nhưng mà nó có thể hơn ha có thể 60 60 mấy cánh luôn tùy bông hoa và tùy cái cây mình mạnh phát triển thì cái hoa nó sẽ to và nhiều cánh nè ha đó hoàng huyết long không nhị nha ở đây em có mặt hoa cho cả nhà mình xem luôn giống thứ ba mà em sẽ giao lưu là hàng cúc đọt đỏ nha quý cô chú anh chị hàng cúc đọt đỏ ha Nói chung là lô này của em là cây nào cũng có đế rễ rất là đẹp luôn nè ha quý cô chú anh chị cúc đọt đỏ ha cúc đọt đỏ khác hoa hồng thanh tú như cái nha cả nhà đọt của nó vẫn màu đỏ rất là đẹp ha nhưng mà cái mặt hoa của nó khác mặt hoa của cây thì em có để bên góc màn hình ha quý cô chú anh chị mình có thể tham khảo đây như cả nhà phần rễ đế rễ rất là đẹp luôn ha cây nào cũng có xử lý đế rễ hết cho mình luôn đó cả nhà cây này cũng có xử lý đế rễ hết ha thì đối với hàng mai giống này và hàng huyết long vừa nãy thì mình mua về mình có thể lấy bo được liền luôn rồi nha cả nhà bo của nó cũng đã già rồi ha lô đó thì đôn trước lô thảo hương nha quý cô chú anh chị mình về mình có thể lấy bo được liền luôn đây là cúc đọt đỏ ha cúc đọt đỏ rất là dễ thương luôn rất là xinh thì em sẽ đo chiều cao trung bình cây cho cả nhà mình tham khảo nha cao trung bình là từ 30 ha 30 tới 35 nha cả nhà có cây hơn 35 luôn nè ha nói chung mình cứ tính trung bình là từ 30 35 ha nó thân uống xoắn dáng lâm như thế này có nước nụ sẵn cho cả nhà mình kiểm tra mặt hoa hoặc là mình về mình lấy bo được liền luôn cúc đọt đỏ nha cả nhà cúc đọt đỏ ha lá tròn như thế này lá non màu đỏ như thế này rất là dễ thương luôn thì hàng này em giao lưu với giá là 65 000 một cây ha đồng giá 65 000 một cây với hàng họ hương ha ba kem gửi hàng năm kem bao ship và mua 10 em tặng một cúc đọt đỏ nha quý cô chú anh chị cây nào cũng có vấn đề rễ hết ha cần thì mình liên hệ với em nha 0973658812 và đó cũng là zalo của em luôn thì quý cô chú anh chị mình có thể mua nhiều loại ha chỉ cần đủ 5 cây là em sẽ bao ship nha từ ba cây là em gửi hàng rồi tiếp theo là em giao lưu tới hàng Cúc Vạn Phúc nha quý cô chú anh chị Cúc Vạn Phúc ha Thì đây là hàng Cúc Vạn Phúc của vườn em Thì ở đây em chỉ là xong em trưng bày mẫu để em quay thời ha quý cô chú anh chị Mình cần số lượng thì cứ liên hệ với em nha Em có số lượng đủ cho quý cô chú anh chị mình luôn nè ha Rồi cây thì cũng có xử lý đế rễ hết luôn ha Cây này em làm được một mùa rưỡi nha cả nha Cây em làm được một mùa rưỡi rồi ha Nói chung thì hàng này em giao lưu giá rẻ thôi cả nha Đó thích hợp cho mình về mình lấy bo nè ha lấy bo với số lượng ít thì mình có thể mua hàng này hoặc là mình muốn cần mỗi cái một chút thì mình có thể liên hệ với em nha Cây này cũng có xử lý đế đệ hết ha Mặt hoa cúc vạn phúc thì em sẽ để bên góc màn hình cả nhà mình có thể tham khảo nha Đó. Sau đây thì em sẽ đo chiều cao trung bình của cây cho cả nhà mình xem nha Chiều cao trung bình là từ 30 ha 30 tới 35 nha quý cô chú anh chị Nè à, cái này mình về như mấy cây này mình về mình có thể lấy bo được liền luôn nè ha Cúc vạn phúc như của cô chú anh chị thì hàng Thì hàng này em giao lưu với giá là 55 000 một cây ha 55 000 một cây Từ 3 kem gửi hàng 5 kem bao ship Mình mua lộn xộn các thứ đủ 5 cây thì em sẽ bao ship nha cô chú anh chị Ví dụ như là thọ hương nè à, Hoàng huyết long hoặc là cúc đọt đỏ với cây này ha Khi một giống nữa thì mình em sẽ bao ship cho mình luôn Chỉ cần 5 cây là em bao ship cứ mua mùi em tặng một Thì trong số những giống sau đây thì quý cô chú anh chị mình yêu cầu giống nào thì em sẽ tặng giống đó nha giống thứ năm mà em sẽ giao lưu là hàng à, tiếng vua bông chùm nha cả nhà hàng tiếng vua bông chùm ha em sẽ xây mặt dưới cho cả nhà mình xem nè đây là chuẩn giống tiếng vua bông chùm này ha, của cô chú anh chị đó thì à, em sẽ cho cả nhà mình xem phần củ đế của cây nè đó cây này em cũng vẫn đế bí thế ha nè. nó chìm ở dưới thôi chứ hoặc ra vẫn là đế bí như cô chú anh chị nè có khía ha trung bình là từ hai à, khía ba khía bốn khía nói chung là rất là đa dạng hoặc là đế quái như thế này nè cả nhà đó. Hoặc là em ghép đế quá như thế này ha Cây là xum xê này ha Đó, Tiếng vua bông chùm nha của chú anh chị Thì hàng này trên thị trường với kích thước này thì giá cũng khá là cao rồi ha Nhưng mà đây là hàng hàng của nhà ha Em giao lưu với giá chỉ có là 65 nghìn một cây thôi cô chú anh chị nó Góc rất là lực luôn Thì đây cả nhà mình xem Góc nó to hơn ngón út của em luôn nha cô chú anh chị Đây là phần góc của cây nè To hơn ngón út em luôn nè ha Đó Góc này là bằng cỡ ngón trỏ của em nha quý cô chú anh chị Bằng cỡ ngón trỏ ha trung bình là từ ngón út tới ngón trỏ như cả nhà, đó, mình tính trường heo ra, tiếng vua bông chùm này ha, thì uh, mặt hoa cũng như là cái chùm hoa nó nở thì em có để bên góc màn hình, cả nhà mình có thể xem này ha, đó, tiếng vua bông chùm nha quý cô chú anh chị, ha. rất là xum xê luôn khi mà nó nở thì nó sẽ nở nguyên một chùm luôn ha, cái này mình về mình lấy bo đồ cũng khá khá nha, quý cô chú anh chị nào mình có nhu cầu mình vua về mình lấy bo thì cứ liên hệ với em nha, ở đây thì em để mẫu trưng bày, cả nhà mình cần thì em uh, cô vườn em lấy số lượng em giao cho mình nha. Đó, tiếng vua ha. Mai tiếng vua như cả nhà 65 000 một cây, 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship, mua 10 tặng 1. Tiếng vua bông chùm nha quý cô chú anh chị. Mình lấy lộn xộn thứ em cũng dẫn sẽ bao ship cho mình từ 5 cây trở lên nha. 0973658812 đó là Zalo của em luôn nha quý cô chú anh chị. Mình có nhu cầu xem mặt hoa thì cứ liên hệ với em ha, hoặc là mình cần tư vấn gì, liên hệ Zalo thì em sẽ tư vấn rõ hơn cho mình nè nha. Rồi kích thước của cây là tầm khoảng 10 15 xăng nha quý chú anh chị nè, khoảng 10 15 xăng ha. Giống tiếp theo mà em sẽ giao lưu là hàng cúc phượng thanh tân nha quý cô chú anh chị, hàng cúc phượng thanh tân ha. Nè, cây nào cũng có xử lý đế rễ luôn. Đó, đế rễ đa dạng nha quý cô chú anh chị, chứ không phải là cố định một loại nè ha. Đó, bí đồ nè ha, xoắn ốc đồ rễ quái đồ rất là nhiều luôn, trung bình là từ ngón út tới ngón trỏ cái phần thân ha, thì à, hàng cúc phượng Thanh tân này đặc điểm là hoa của nó à, theo chuỗi nha quý cô chú anh chị, hoa của nó theo chuỗi ha, nở theo chuỗi, thì hoa em có để bên góc màn hình cả nhà mình có thể xem và tham khảo giúp em nha đó, thì cây này à, tán ngang là tầm khoảng à, 15 20 ha, tầm khoảng 15 20. Có cây thì hơn, có một số cây thì nó được tẻ ra ba nhánh như thế này. Tầm khoảng nửa tháng nữa cây già bo cứng bo chắc rồi mình có thể lấy mình ghép được liền luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao trung bình của cây này là tầm khoảng 10 ha, 10 hoặc là 15 nha. Đó, đế rễ rất là đẹp luôn nè quý cô chú anh chị. Hàng Cúc Phượng Thanh Tân ha. Hoa rất là đẹp và độc đáo luôn. Thời gian qua thì cái giống này nó cũng rất là hút luôn nha cả nhà. Thì à, hàng này em giao lưu với giá là 65 000 một cây ha, 65 000 một cây, 3 cây em gửi hàng, 5 cây em bao ship. Lấy mua 10 thì em tặng 1 lấy lộn xộn 5 cây thì em bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Cây rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Đặc trưng của giống này là lá nó to ha. Lá to khi mà nó già thì nó sẽ săn săn lại như thế này chứ không phải là lá nó héo nha. Cả nhà mình nhận đừng có hiểu lầm là cây nó bị héo ha, là do cái lá nó như vậy nha cả nhà. Giống cuối cùng mà em sẽ giao lưu hôm nay đó là hàng cúc hoa hồng thanh tú nha quý cô chú anh chị. Hàng cúc hoa hồng thanh tú ha. À, lô này thì chiều cao trung bình là từ 15 tới 20 cm nha quý cô chú anh chị. Trung bình từ 15 đến 20 cm. Rễ thì quấn rễ trái bí như thế này nè. Đó, rễ cũng đa dạng chứ không phải cố định trái bí không ha quý cô chú anh chị. Có rễ rễ thú, rễ quái đồ rất là nhiều này ha cả nhà. Gốc thì từ ngón út đổ lên luôn à, cúc hoa hồng hanh tú đọt tròn màu đỏ huyết như thế này hoa vàng hoa 3 hoặc 4 lớp như cô chú anh chị tỷ lệ chùm cao ha mặt hoa thì à, em sẽ để bên góc màn hình cho cả nhà mình tham khảo luôn cúc hoa hồng thanh tú nha thì lâu này em giao lưu với giá chỉ có 60.000 thôi 60.000 3 ,5 cây gửi hàng 5 cây bao ship mua 10 em tặng 1 cúc hoa hồng thanh tú ha hoa từ 3 mấy tới 4 mấy cánh nha cả nhà Mai vàng Nguyễn Hiên xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều vì đã yêu thương và ủng hộ cho vườn của em Xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của em ngày hôm nay Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video lần sau nha Kính mong quý cô chú anh chị yêu thương, mình cảm thấy uh, hợp nhãn thì mình mua mình ủng hộ em nha cả nha